Cái đạo tràng trên không trung của chúng ta, quý vị tu tập rất là đông, như giờ này cũng gần cả ngàn thành viên để tu, số lượng người đông hơn, chắc như Đức nghĩ chắc hơn 1.200 người niệm Phật. Nên chúng ta đem cái công đức của toàn thể đại chúng này để mình tu tập, mình hồi hướng cầu an cho người thân của mình và cầu siêu cho người thân mình rất là đặc biệt. Có những người khi người ta niệm Phật, người ta gặp Như Đức, người ta hỏi rằng vì sao phải niệm Phật. Như Đức nói gần gũi nhất, mình niệm Phật giống như mình hiếu với cha mẹ của mình, giống như mình đem cái điều thiện tốt nhất để mình mong cho cha mẹ mình được mạnh khỏe và tốt đẹp. Ví dụ như mình gặp những người ta chưa hiểu sâu về Phật pháp, giải thích vậy là gần gũi nhất. Nghĩa là mình niệm Phật để mình hiếu với cha mẹ của mình. Vì sao mình phải hiếu với cha mẹ của mình? Vì cha mẹ mình sinh mình nuôi mình khôn lớn, thì mình hiếu với cha mẹ của mình thì con của mình nhìn cái việc làm của mình đến với cha mẹ mình thì con mình sẽ hiếu với mình. Quý vị nhớ rằng là dù mình có dạy con mình cỡ nào đi chăng cũng không bằng là cái hành động của mình dành cho cha mẹ của mình. Và niệm Phật để mình hòa thuận với anh em. Tại vì anh em là cha mẹ sinh ra, cùng cha cùng mẹ, thì giờ mình biết tu hành, mình hòa thuận với anh em, biết thương nhau thì cha mẹ vui lòng. Giống như anh em hòa thuận thì cha mẹ mừng nhất. Đó là hiếu nhất. Tại vì khi anh em mà xung đột thì cha mẹ đau khổ nhất và buồn nhất. Nên từ nơi đó mà câu Phật hiệu này mình niệm mỗi ngày để hòa thuận với mọi người và sống tốt đẹp, trở thành một người dân tốt, sống có ý nghĩa, không làm phiền đối với xã hội, với đất nước của chúng ta. Nên câu Phật hiệu này niệm nó rất rõ ràng, nó không có mê tín chút nào. Nên từ nơi đó mà mỗi một người khi niệm câu Phật hiệu này viết rồi, bản thân mình cũng thấy an lạc và vui vẻ. Vì từ ngay cái tâm mà thiện, con người mình sẽ thấy an lạc và vui vẻ. Nên những Đức thường chia sẻ Phật pháp nói rằng là mỗi người chúng ta nghe Phật pháp phải tin sâu nhân quả. Quý vị phải nhớ cái câu tin sâu nhân quả này không đơn giản. Tất cả những gì mình làm ngày hôm nay là nhất định nó sẽ sanh cái quả của ngày mai. Giống như mình hiếu với cha mẹ mình thì con mình hiếu với mình. Đó là chắc chắn. Nên cái tin sâu nhân quả rất là đặc biệt. Giống như có những người mình thấy họ giống như bệnh đau đồ, giống như nghèo khổ bệnh đau mà cứ nằm hoài, họ không chết. Nhưng mà có những người mình thấy khỏe, thiệt là khỏe, sôi sỏi vậy đó, nhưng mà tự nhiên té cái đùng ngang cái chết. Tại vì sao? Cái tin nhân quả là ngay cái thọ mạng. Khi con người thọ mạng đã đến lúc chết là tự nhiên, dù là đơn giản nhất cũng chết. Giống như những đức ngồi đó mà nuôi rất nhiều người già, những đức để ý rõ ràng nhiều người già mà cứ nằm hoài, cứ hước 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 không chết, nghĩa là rất là khó chết. Mà có nhiều bà cụ già rất khỏe mà tự nhiên bệnh cái là chết liền. Thì cái chỗ tin nhân quả là tin ngay thọ mạng, con người có thọ mạng. Thí dụ như có những người ta nói rằng là người này nhà nghèo quá nên bệnh đau bị chết đi. Chứ đúng ra mà có tiền uống thuốc đồ chữa bệnh đồ là chưa chết đâu, chưa chắc. Có những người người ta có đầy đủ tiền bạc chữa bệnh, bác sĩ giỏi không, nhưng mà thọ mạng đến lúc chết là phải chết. Nên mỗi một con người có thọ mạng. Nên mình hiểu được cái nguyên lý này, tự nhiên bản thân mình khi còn sống cuộc đời này, những gì mình làm được tốt, làm được có lợi cho mọi người thì mình cố gắng mình làm. Giống như một điều mà an tâm cho người khác cũng là điều tốt. Gặp người ta bất an gì mình an tâm cho người khác cũng là một điều tốt. Đó cũng là một cái nhân mà mình gieo tốt. Giống như cha mẹ của mình đến thăm cha mẹ mình bận cỡ nào mình cũng dành thời gian đến thăm cha mẹ. Giống như bản thân Nhuận Đức đi, bây giờ Nhuận Đức muốn thăm cha mẹ Nhuận Đức cũng không được. Dù giờ mình có thành đạt cỡ nào nhưng mà cha mẹ mình chết hết rồi, bây giờ mình muốn hiếu với cha mẹ mình hiếu không được nữa. Nên khi cha mẹ còn sống thì bản thân mình có cơ hội để hiếu.
Nên như Đức nói rằng là khi cha mẹ còn sống, cha mẹ thèm cái gì, bản thân mình cảm thấy mình cho cha mẹ ăn được, mình lo cho cha mẹ ăn uống. Còn khi mà chết rồi mà dù có cúng mâm cao cổ đầy, cúng nhiều cỡ nào thì vẫn là mình ăn thôi. Điều đó là xác thực là bản thân mình cúng nguyên một mâm đồ ăn ngon mà đem xuống mình ăn. Nên lúc cha mẹ còn sống, lo cho cha mẹ được gì thì mình lo. Nó giúp cho cha mẹ được vui cái gì thì mình giúp. Nên từ nơi đó mà mỗi một đứa bé nho nhỏ nó thấy cái trách nhiệm của mình làm con mà lo cho cha mẹ như thế nào, thì các bé nhỏ nó cũng nhìn theo như vậy mà lo cho mình như vậy. Nên Phật Pháp nó không có một chút gì mê tín cả. Nên có những người thí dụ như cha mẹ mình bệnh đau, mình lễ Phật một thờ mà nồi hướng cho cha mẹ mình được không? Được. Cái tâm mình chân thật, mình lễ Phật, mình hồi hướng cầu an cho cha mẹ của mình đều được hết. Nên mỗi ngày cái thành viên mà trong cái đạo tràng trên không trung của chúng ta tu tập, quý vị thấy rằng là rất đông. Mà một ngày 4 năm thờ mình lễ Phật, càng lễ Phật thì càng khỏe. Như Đức thấy cái môn lễ Phật này mà cũng như hồi đó mà Như Đức nuôi mấy ngàn người già mà tại sao mà khỏe? Tại vì cái môn lễ Phật này giúp cho mình á, nó thao tác và dưỡng tâm, dưỡng thân rất là hay. Thí dụ như mà mình mà lễ Phật quen rồi, càng lễ nó càng khỏe. Nhất là những người mà nhức tay chân, nhức sống đồ, lễ Phật này cũng hết. Tại vì cái tâm của mình khi mình lễ Phật, mình phát cái thiện lên. Tự nhiên khi mình nghĩ mình niệm Phật rồi, bây giờ mình nghĩ những điều ác hại người khác mình nghĩ không được. Nhớ kỹ, từ cái tâm mà nghĩ thiện đó, nó giúp cho tất cả tế bào mình cũng được tốt. Mình mà vừa nghĩ một điều gì ác thôi là mình đã cảm thấy bất an. Nên khi mà mình lên mình niệm Phật, mình lễ Phật là tự nhiên nó dưỡng tâm, dưỡng thân cho chúng ta. Nhất là những người lớn tuổi mà ở nhà, con cái mà hướng dẫn cho cha mẹ niệm Phật, lễ Phật, đây là đang giúp cho cha mẹ có sức khỏe tốt và có niềm vui. Rất là nhiều người già mà khi những đứa gặp, họ nói rằng là có khi ở nhà con cái đi làm hết, buồn lắm. Mà khi đã buồn rồi là cứ bệnh hoạn suốt. Mà từ khi mà nghe mình nói chuyện rồi niệm Phật, bỏ cái tâm mà có Phật hiệu, không có buồn trách đứa con này đứa con kia sao không đến thăm tao, tự nhiên cái bà hết buồn. Và dùng thì phương pháp niệm Phật, lễ Phật này giúp cho sức khỏe của bà càng ngày càng tốt. Nên quý vị phổ biến phương pháp lễ Phật này ra cho từng gia đình người ta. Nhất là những người già, có khi ở nhà buồn lắm, con cháu đồ, cháu đi học, con đi làm, từ nơi đó mà ngồi ở nhà suốt buồn. Nên mình có được cái thời gian mình niệm Phật, lễ Phật, đây là một phương pháp rất là hay để giúp cho sức khỏe mình rất là tốt. Cũng như quý vị ở đây mà ngày nào cũng lễ Phật, với những đức thấy đây là những gương mặt quen mà mỗi ngày lễ suốt, nghĩa là ngày 4 năm thờ mà càng lễ càng khỏe, mà càng lễ càng vui. Giống như Nguyễn Phương vui vẻ đó, càng lễ càng vui vẻ, thấy chưa? Cái tâm của mình đó vui rồi mà mình càng niệm Phật nó càng vui vẻ, mà nó vui vẻ thì tự nhiên con người nó khỏe mạnh. Quý vị phải nhớ rằng, thí dụ như bây giờ đi đứng nằm ngồi đi, có những lúc đi bản thân mình sân si bực bội một cái gì đi, mình chỉ cần mình phát lên mình niệm A Di Đà Phật. Quý vị thấy đơn giản nha, không đơn giản nha. Lúc đang bực bội, đang khó chịu cái gì, mới bị niệm một câu A Di Đà Phật lên cái thử đi. Trong tâm mình niệm lên câu thế kìa, vì thấy nhẹ nhàng liền vậy đó. Hoặc là quý vị thấy ai mà đang sợ hãi điều gì nghe, đang bất an điều gì, mình ngồi kế người ta nghe, mình nói chị hay anh niệm Phật với em nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng có lo, đừng có sợ nghe. Mình niệm vài câu đó, mình khuyên người ta vậy, tự nhiên cảm giác nó được an tâm liền. Đó, quý vị thử đi. Từ nó một câu Phật hiệu này thôi mà mình gặp ai mình cũng khuyên người ta niệm được, mà thấy bình an vui vẻ. Thí dụ như bây giờ này mà hơn 1.000 người lễ Phật gì, quý vị nghĩ nếu mà người ta mà không an lạc, người ta lễ làm chi, bỏ công lễ làm chi cho sức mồ hôi cho nó mệt. Nhưng mà lạ thay nghe, ban đầu lễ thì nó hơi mỏi mỏi gì đó, nhưng mà lễ từ từ quen, nhất là những người bị bệnh nhất sống rồi lễ hết. Chính bản thân những đức mà còn trẻ nữa, mà hồi đó còn nhỏ nhỏ mình vác gạo đồ nhiều quá bị nhức sống. Vậy mà cái môn lễ Phật này những đức lễ đúng 1 năm hết nhức sống. Nghĩa là cái môn lễ Phật này lễ là rất khỏe. Hồi đó mà những đức nuôi người già rất nhiều, vậy mà chỉ có cái môn lễ Phật này thôi mà các cụ không uống thuốc gì hết, rất là khỏe mà rất là vui, mà ít sân si nữa chứ. Những người già mà họ mà vui là họ khỏe à.
Quý vị biết rằng là con người mình còn khỏe đây nè, mà thử mà mình buồn phiền, mình giận ai mà để trong tâm thế đi, là tức khắc bản thân mình sẽ thấy muốn bệnh, muốn mệt mỏi liền, ăn không ngon, ngủ không yên liền. Nên những đức nói rằng là đừng có nên buồn giận người khác để trong tâm, nhất là những người già lớn tuổi. Khi đã buồn giận người khác để trong tâm là tổn hại mình rất là lớn. Quý vị thí nghiệm thử, lúc mà quý vị mà khoan dung tha thứ cho người đi là bị rất vui, nhưng khi quý vị bực bội khó chịu ai, giận trách ai là quý vị nặng nề. Nặng nề là nó sanh bệnh đó. Cái tâm nó nặng nề là giống như mình bị trúng độc vậy đó. Nhớ kỹ nghe, cái tâm nặng nề là cái tâm bị trúng độc á. Nó khi mà mình bực bội ai, mình muốn hại ai là tâm mình bị trúng độc. Nó con người mình mà dùng một câu Phật hiệu này mình niệm lên cái, mình khoan dung cho người, mình tha thứ cho người, nhất là cha mẹ già lớn tuổi. Con cái mà niệm Phật cho cha mẹ là điều tốt nhất. Nhưng Đức nói rằng là ở thế gian này mình hiếu với cha mẹ mình chỉ thời gian mấy chục năm cha mẹ cũng mất đi. Nhưng nếu mình khuyên cha mẹ niệm Phật mà hướng về thế giới cực lạc thì đó mà là một quốc độ cực kỳ an lạc vui vẻ. Nhưng Đức nói rằng là năm nay mình 43 tuổi, nhưng trong cuộc đời này mình sống mình thấy rằng thật sự mà nói, giữa tình cảm con người đến với con người thật sự mình thấy nó giống như nó giả giả hay sao. Thí dụ như mình còn có đương thờ, có điều kiện, có tiền bạc thì bạn bè nhiều lắm. Mà thử có những lúc mà bản thân mình gặp sự cố gì đi, thì lúc đó mình mới biết bạn như thế nào. Con người mà lúc đương thờ, có danh, có tiếng, có tiền bạc thì bạn chơi với mình nó cặp cổ mình bạn được không. Nhưng mà thử mình mà thất thế xa cơ thì lúc đó mới thật sự là bạn tốt hay là bạn xấu. Nó nên nó con người nó trải nghiệm qua những sự khó khăn, vấp ngã rồi mới biết được tình bạn thật hay giả. Quý vị mới nhớ kỹ. Còn lúc quý vị đang có tiền, đang đương thờ thì bạn nhiều dữ lắm. Những đức ngày xưa mà trên thành phố mà nói mà khi nhậu nhẹt đồ bạn bè nó nhiều dữ lắm. Nhưng mà mình mà bị một cái gì gọi là kiếm thằng bạn đến với mình cũng khó. Nên cuộc đời con người mình đặc biệt nhất là bản thân mình phải biết thương mình. Mình biết thương mình là ngay cái chỗ là mình phải dưỡng được cái tâm mình được an lạc, cái tâm mình được vui. Đó là hạnh phúc nhất của con người. Nên tại sao mỗi ngày vì thích niệm Phật lễ Phật? Vì chính vì an lạc mà, chính vì vui rõ ràng mà. Nếu mà niệm Phật lễ Phật này mà không có lợi ích gì, những đức cũng không lễ làm gì. Thật sự bỏ công có làm gì. Mình có được sự an lạc, có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được cái tâm biết đủ thường vui. Thật sự mà nói những đức thấy nhiều người, mỗi ngày chúng ta cứ gom góp suốt tất cả những vật chất của cải, nhưng khi mà một hơi thở cuối cùng sắp sửa mà dứt, thì quý vị phải nhớ kỹ là chúng ta lúc đó mong cái gì? Mong có những người thân bên cạnh nhất, người thân bên cạnh nhất để mà giúp đỡ cho mình, chứ không phải vật chất của cải nữa. Có khi vật chất của cải cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề khổ đau cho chính mình. Phải nhớ kỹ điều này nha quý vị. Có những khi những người mình, có nghĩa là họ nghe gì họ cũng chưa chấp nhận, nhưng mà khi chúng ta gặp bệnh đau, gặp sự cố đến với mình, quý vị biết rằng vật chất của cải cũng chưa giải quyết được cái nội tâm lo âu sợ hãi của mình. Mà câu Phật hiệu này giải quyết được đó. Câu Phật hiệu này giải quyết được đó quý vị. Chỉ có một câu này mỗi ngày, cứ A Di Đà Phật, cứ thường niệm thử đi, quý vị sẽ thấy mình có một cái bình an đặc biệt vô cùng. Nên rất là nhiều người mà người ta niệm Phật lễ Phật gì đều là có lợi ích. Quý vị đều có lợi ích rõ ràng. Có khi vì dành chút thời gian thôi, nó dành chút thời gian vậy thôi đó, mà tự nhiên nó dưỡng sức khỏe cho mình rất tốt. Mà tự nhiên cái tâm mình muốn nghĩ một điều gì xấu, muốn hại ai, không dám. Tự nhiên mình muốn nghĩ cái gì xấu, muốn hại ai, mình không dám. Vì mình nghĩ mình niệm Phật mà. Cái tâm mình nhớ Phật, niệm Phật mà sao mình nghĩ những điều xấu hại người ta được. Với thêm cái này mình muốn buồn giận người khác để trong tâm, thì tự nhiên mình niệm Phật mình cũng giải cái tâm buồn giận đó ra nữa. Tại vì nếu mà mình không niệm Phật thì tự nhiên cái tâm buồn giận nó phát triển hoài, cứ buồn giận hoài vậy đó. Nhưng mà mình niệm câu Phật hiệu này, cái tâm mình nó trụ ngay câu Phật hiệu, nên nó giải cái tâm buồn giận. Quý vị biết rằng khi mình sinh con ra rồi, có khi mình mến tay mến chân mình lo, nhưng mà mình nói con mà con không nghe là sự đau khổ nhất, bực bội nhất. Khi nói con mà con nó cự lại. Nhưng khi quý vị đã biết niệm Phật rồi, chính câu Phật hiệu này nó tự nhiên nó cho bị nhận thức được. Thôi bây giờ mình sanh con, mình nuôi con không lớn chứ, mình đâu có nuôi cái tâm của con đâu, thôi mình làm hết trách nhiệm mình thôi. Bây giờ mình nói nó không nghe thôi, khỏi nói nữa đi. Chứ bây giờ nói nó hoài, nó cự lại hoài, mỗi lần mình nói nó cự lại mình còn khổ thêm nữa. Thôi nghĩ nói nó luôn. Có khi lo niệm Phật không nói mà nó lại nghe lời. Có những cái mình nói người ta không nghe nghe, nhưng mà có những cái mình không nói mà người ta lại nghe. Vì để ý đi, nếu như mà nói hoài mà không được thì đừng nói nữa.
Còn nếu như mà mình nói hoài có khi mình phiền não nhiều, càng nói càng phiền não. Thí dụ nhiều cô ở đây đi, có khi các cô nói mấy ông chồng hoài mấy ông không được, nhưng mà mấy cô bây giờ lo niệm Phật mấy cô dễ tính, mấy cô quan hỷ. Vậy mà từ từ chuyển hóa người ta đó chứ không phải giỡn đâu. Tại vì người ta không tu, người ta nói mình này kia, mình không có bực bội, mình không có khó chịu với người ta. Lâu ngày người ta ngồi người ta suy nghĩ rằng ô, mấy người niệm Phật lễ Phật sao hay quá ta. Mình chửi họ, mình nói họ mà họ không cự lại, không hổn lại với mình. Từ cái tâm đó mới chuyển hóa được người ta. Còn nếu như mình biết niệm Phật mà người ta chửi mình chửi lại thì ta nói ô, niệm Phật mà cuối cùng mày cũng hung dữ quá, mày niệm làm gì, thấy không? Cái mà chuyển hóa được người thân trong gia đình là ngay cái hành động của mình sống á. Nó có những người già mà những đức hướng dẫn rõ ràng luôn. Lúc trước cầu có khó chịu bực bội, con cái nó không bao giờ thương, cháu chắc nó cũng không thăm luôn. Vì mà từ khi nghe những đức mà nghe lời những đức mà niệm Phật, đừng có bực bội khó chịu gì hết thì ngộ thôi. Con cháu lại đến thăm nó cho tiền xài lại ra. Tại vì nó thấy mình niệm Phật mình hiền, mình dễ chịu, mình không có câu có, mình không có nhằn. Nhất là cái tính khó khăn mà cứ nhằn. Ta gặp ta sợ. Mình mà nhằn lằn là mai mốt ta gặp ta sợ rồi. Mình gặp người ta cái mình nói cha con cháu cái này cái kia cái nọ, nó ghét mình, nó không đến thăm. Nên mình lo mà niệm Phật á, mình không có bực bội khó chịu chứ. Vậy mà nó thương. Quý vị nghe lời những đức thử đi, thử mà giờ nói con cháu hay nói người thân mà nói không được thì đừng nói nữa, đừng bắt ép người ta. Có nghĩa là bản thân mình hãy làm cho tốt đi, bản thân mình niệm Phật lễ Phật, mình tu sao bản thân mình vui vẻ hoan hỷ đi, thì tức khắc từ từ chuyển hóa người ta. Còn cái gì mà gieo duyên được thì thôi, còn người ta không nghe thôi, đừng bắt ép người ta. Bắt ép người ta nó đoạn duyên á, nghe không? À, cái tốt gì mình rủ người ta thôi, còn nếu người ta không chấp nhận thì thôi, đừng bắt ép. Mình hãy làm cho tốt đi. Giống như cái bánh ngon mình đưa người ta ăn, người ta không ăn mình ăn, còn nếu mình ép người ta ăn thì trở thành cái bánh dở. Nó nên á, quý vị nghe đạo quý vị phải biết cái câu tùy duyên. Khi đã tùy duyên thì tức khắc cái tâm mình an lạc, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Phan duyên là người ta không đồng ý mà ép người ta là chuốc cái phiền não. Nên mình tùy duyên đi, nên bản thân mình hãy áp dụng Phật pháp cho tốt đi quý vị, thì tức khắc có sức ảnh hưởng và chuyển hóa nhiều người. Nên cái tin nhân quả là cái rất quan trọng, nhớ nghe. À, chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.